Cửa hàng Nông Cơ Duy Hà xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ở ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại của bên em có sử dụng Zalo và Facebook. Quý vị, anh chị có thể kết bạn qua hai số điện thoại trên ha. Và hôm nay em lên sóng giới thiệu cho mọi người một con máy cưa xích Nhật Bản Shinaway 394. Con này thì đang sở hữu trái piston là 40 ly và dung tích xi lanh của nó là 39cc. Máy đang ráp làm Latin, làm trượt Shinaway 16 in, tương đương với khoảng cách cắt được là 4 tấc và độ dài của nó là 48cm. Xích là xích chuột 1/4, xích nhỏ nhất. Anh em nào mà thích lên xích lớn hơn thì có thể đặt cọc trước cho mình để mình lên ha. Thì như vậy, nhưng mà bữa em có một cái máy thì khách ok xem máy, xem máy xong mà lên xích cho em rồi test máy, quay video cho em. Quay xong có bố chốt cho câu, thôi anh thông cảm, xin lỗi anh, em không lấy hàng được, đau lòng ghê. Để tránh mất thời gian, thứ nhất là em phải mất công việc em đi tiện, thứ hai là bên nước ngoài người ta sử dụng xích này nó cũng có nguyên do của nó, tại vì người ta làm điêu khắc. Còn về Việt Nam người ta xài xích lớn hơn một chút để cắt cho nó nhanh. Chứ thực chất xích này nó không hề dở. Xích này chỉ có hai cái nhược điểm, đó là cái mắt nó nhiều. Ví dụ một sợi xích kia mua tầm khoảng 200 mốt đi, thì sợi xích này sẽ mắc tiền hơn, tại vì nó rơi tầm khoảng 38 mắt, thằng kia rơi tầm 30 mắt chẳng hạn. Đấy. À 42 mắt, xin lỗi nha, 42 mắt. Xích này 42 mắt, thì xích kia nó chỉ có khoảng 30 mắt thôi. Thì tự nhiên là mất 12 mắt xích thêm tiền nữa, nó là như vậy. Và cắt ấy, thì thằng này nó có mạt gỗ nó ra rất li ti, tại vì nó mắt nó nhỏ mà, thì nó tiết kiệm gỗ, nên là phù hợp với những anh em sử dụng điêu khắc là nhiều. Nên là bên nước ngoài nó sử dụng máy móc nó làm ra cái máy để nó phù hợp với công việc. Về Việt Nam mình thì phù công việc là cưa, nên đại đa phần mình đậu lại ha. Đó, có một số bác vẫn thích làm điêu khắc thì dùng những xích như thế này, thì mình giữ cái căn bản zin nó thì vẫn ngon hơn. Đó, một con máy Shinaway 394 rất là đẹp ha, mặt trước của máy móc tốt, nguyên zin hết nha mọi người nha, nguyên zin hết, mọi suy nghĩ. Đó. Hôm qua em có review con Shinaway 393 thì con này nó cũng giống vậy thôi, cũng dùng TC là như vậy, nhưng mà cái con này thì nó màu tông màu nó khác ha, màu đỏ, và nó có một đời Shinaway 395 nữa cơ, 395 này còn cao hơn nữa, cao hơn được cái chế hoàng khí thôi. Và bản này thì cũng khá là ok lắm này, còn màu sắc đẹp này. À, cho anh thích, anh em là thích màu đỏ. Thì bít tông 40 ly thì con này có thể đi khai thác, mà khai thác cái mức vừa phải chứ không phải khắc mà cắt nhiều ha, tại vì nó là bít tông nó khoảng 40 ly thì nó sử dụng cắt đi khai thác, cắt nhiều thì nó vẫn chịu nổi, nó hơn mấy tàu rất là nhiều, nhưng mà nó mức vừa phải trung bình chứ không phải làm liên tục mà nó chịu nổi cái máy này đâu. Đó. Rồi. Và gia đình thì xài con này thì em thấy là nó quá dư công suất, xài con này thì quá ngon. Đó, nên là xài. Nói chung là các bác nào muốn ngon bổ rẻ lấy con máy này đi khai thác cắt mà kiếm tiền ấy, thì dùng con này là ok. Còn làm nhiều hơn nữa những cái công việc nó nặng hơn nữa, ví dụ như cắt những đường kính cây ấy, tầm khoảng 40 đổ lại thì cắt những con máy rất là ngon. Ví dụ mình cắt những cây 50, 60, 70 trở lên ấy, mà dùng máy này thì không có được nha, mọi người phải dùng máy lớn hơn. Bít tông nó từ khoảng 45 ly trở lên thì nó mới chịu nổi. Đó là như vậy. Mọi người lưu ý phải sử dụng cái máy cho nó phù hợp. Đến nước ngoài thì nó làm cũng thế thôi. Và bây giờ thì cách khởi động của máy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì như bên em thì hay hướng dẫn thì không cần biết nó có nổ hay không mà cứ giật mồi hai cái ha. Sau đó nếu không nổ thì kéo e ra giật 1 đến 4 cái. Nổ cái thứ mấy là đẩy vô lên. Và tí em sẽ thực hiện các bước. Còn sản phẩm này thì em bán ra thị trường là giá là 3,5 triệu nhé. Anh em là kết thì alo số điện thoại của em là 0974644973. Tặng 5 món đồ giũa buji tiếp mở, nhớt và bao lam. Đó, cái bao lam ha, cho mọi người ha, cho mọi người sử dụng. Đây thì mình cũng có một con S-Team 011 ha, giá 1,8 triệu. Đánh đẹp nào biết, S-Team 011 ha, khá đẹp. Chưa kịp review nữa. Rồi, bây giờ sẽ khởi động ha, mình giật chơi hai cái nhé. Rồi, hai cái không nổ rồi, kéo e ra ha. Kéo cho nó ra hẳn, nó mắc vô. Ô, này nó không mắc này. Đó, nó mắc này này, được. Công tắc bật lên ha, còn mình giật này. Đó, một cái nó nổ luôn thì đẩy vô.
rất là dễ nổ thôi. Các bước quy trình của nó là như thế thôi. Con máy này thì em khởi động nó chắc được khoảng 2 tiếng rồi. Nhưng mà giật hai cái không nổ, mình giật chơi mà. Thế mình kéo em ra giật một cái một là nó nổ luôn. Nó là như vậy. Thì anh em nào kết con máy này đi khai thác, cắt ok với cái tầm 40mm 39cc thì cứ gọi trực tiếp với số điện thoại em nhé. Mua hàng thì vui lòng đặt cọc ít nhất 200.000. À, hoặc là chuyển khoản 500.000 bên em hỗ trợ bao ship. Còn đặt cọc thì cào ship nó là 100.000. Và hàng được bảo hành 12 tháng và lần nào mà nòng cam kết 100% hàng bãi nội địa của Nhật. Và tặng 5 món đồ cho mọi người về sử dụng ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Em xin chào mọi người.